Seven Hearts Beats. Yo, tôi rap bạn nghe. Cách mà anh sống không giống ai. Đầu tóc tay chân từ móng tay. Đi tới đâu ai cũng nói. Cái thằng này sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Đó lại là thứ mà anh muốn. Anh muốn mình sống không giống ai. Anh thích mình sống không hề giống ai. Không thích ăn chơi hút bóng bóng bay. Quan hệ xã hội thì phải rộng rãi. Nhưng không dựa dẫm vào trong ngóng ai. Anh thích làm những gì anh muốn. Ra đường mỗi khi mà đếm xuống. Chạy cầm trên tay và anh uống. Luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Cách mà anh sống khác biệt. Nơi anh đang sống đất Việt. Hip hop trong máu bất diệt. Cách anh chơi trap rất nhiệt. Luôn giữ bình tĩnh không hề nóng nảy. Phong cách ăn mặc không cần bóng bẩy. Giữ cho đầu óc mình luôn trống trải. Âm nhạc của anh nó vẫn sống mãi. Sống khác. Sống khác biệt. Sống khác. Sống for my life. Sống khác. Sống khác biệt. Sống khác. Sống my lifestyle. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia boy. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia boy. Bên kia boy nơi tao mặc hồng bào. On my rap tâm sự cùng đồng bào. Tự tạo ra cho mình một phong cách. Chứ không hề làm khác hoặc chơi theo phong trào. Cách tao rap năm nay là đơn giản. Một chọi 100 bước chân vào sơn quảng. Bình tĩnh và đỉnh ở trong mọi trò chơi. Đây là nhạc rap nó được gọi đó. Mày tìm hay ti tao nhớ mắt ca tê. Còn tao là đứa bao ti rap cho rắc cà phê. Cái cách mà tụi mày sống ngày càng bị tan dần. Thì phải cần tao dẫn dắt như là nhị lan thần. D-O-U-B-L-E-T. Working hard making money. Không quan tâm mày đang chê bai sau lưng tao coi như không nghe gì. Binky, Binky, Binky. Come my name E-Double-T. Room 71 homie. Trên đôi chân đang mang đôi Nike. Cách sống như thế này không phải đơn giản sao. Biết bao nhiêu thằng đang muốn ngăn cản tao. Tao thật sinh ra như là một bản thể. Và không muốn chết như là một bản sao. Cách mà anh sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Anh cũng không muốn mình giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Cách mà anh sống không giống ai. Anh cũng không muốn mình giống ai. Alo, còn đó không bạn?